ngon như vậy. Vậy là tôi được 5 triệu phải không? Tạm thời giữ lại cái lỗ tai của bà. 5 triệu này là coi như đóng tiền lời tháng này. Bà còn phải cực lực kiếm thêm mấy con nhỏ như vậy, hiểu chưa? Rồi bây giờ mấy chú xử lý cái cô gái đó làm sao? Không phải chuyện của bà, điên. Mày canh chừng đó, tao đi ra ngoài mua miếng đồ nhậu. Nhớ cẩn thận đó, tối nay giao hàng qua biên giới sẽ có tiền thưởng lớn. Nhớ cẩn thận nha. Đại ca an tâm đi. Không sao, tai qua nạn khỏi rồi. Không sao. À, tại sao em nằm đây vậy? Anh nhận được tin nhắn của em, nói là em đang bị tụi buôn người giam giữ, nên anh báo công an tới giải cứu cho em nè. Anh đừng có nói cho má, nhìn Kiên biết nha. Em không muốn cho hai người lo lắng. Anh nói rồi. À, anh nói là em nhắn tin cho anh hả? Đúng rồi, em nhắn tin cho anh báo địa điểm rõ ràng chính xác, cho nên anh mới biết mà báo công an chứ. Nhưng mà lúc đó em bị bắt cóc, điện thoại em mất, làm sao mà em nhắn tin cho anh được? Ủa sao kỳ vậy ta? Tin nhắn này từ số máy của em mà. Hiểu rồi. Chị không cố tình hại em đâu, tại nó bắt ép. Nếu mà chị không làm á, tụi nó sẽ giết chị. Em đừng hỏi chuyện đó nữa, chị thấy mình tội lỗi lắm. Chị ba, có phải là chị lấy điện thoại của em nhắn tin cho anh Tài biết để anh Tài báo công an đến cứu em đúng không? Chị thấy mình làm sai, không muốn bị quả báo nên làm chút điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Em cảm ơn chị. Thư, em đừng cảm ơn chị. Chị xấu hổ lắm, không biết kiếp trước hai đứa có nợ nần gì chị mà chị hại hết thằng Kiên rồi hại tới em. Chị thiệt có lỗi với thằng Kiên. Đêm nằm thấy ác mộng, chị sợ lắm. Em biết là chị không cố tình hại anh Kiên đâu, đúng không chị? Chị ít học nên làm gì có tiền là chị làm mà. Hồi đó đó, chị cũng dẫn người ta đi bán máu để kiếm quê hồng, ngót nghét 10 năm trời
đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Chị tưởng bán thận cũng như bán máu. Chị ba, mục đích hôm nay em đến đây gặp chị là em muốn nhờ chị giúp em một chuyện. Chị biết gì chị nói hết rồi. Em muốn biết ai là người đứng sau lưng chị. Em là ai? Công an cũng có hỏi chị điều đó. Giờ chị biết cái gì chị nói hết rồi. Công an cũng đang truy nã ông ta. Vậy người đó đã bị công an bắt giữ chưa chị? Thiệt tình thì chị đâu có gặp người ta. Nếu cần liên lạc thì chỉ qua điện thoại à. Còn những người mà kêu chị làm đó cũng là lính lát thôi. Ở đằng sau đó còn một ông trùm lớn lắm đó. Vậy chị có thể cho em biết tên và số điện thoại của chị không? Ông ta tên là Tân, nhưng mà ông ta xài 2-3 số điện thoại lận. Biết ông xài số nào mà cho em? Cứ cho em hết đi. Chị đã khai với công an hết rồi. Vậy làm sao tiếp cận được họ và trà trộn trong đường dây đó được đó chị? Cái điều này á, chị không thể tiết lộ. Nó là luật. Trời ơi, tụi nó biết, tụi nó giết chị liền. Chị ba, anh Kiên thì đang nằm liệt giường, không biết ngày nào tỉnh dậy. Em muốn tìm gặp họ để đòi lại số tiền mà anh Kiên đã bán thận cho họ. Em muốn dùng số tiền đó để chữa bệnh cho anh Kiên. Chị làm ơn giúp giùm em đi. Vậy còn người bỏ tiền mua thận của anh Kiên thì sao? Trời ơi, làm sao chị biết được. Chị chỉ là cò con thôi. Những người giàu sang quyền quý đó làm sao chị tiếp cận được. Chị không biết thật sao? Thiệt, chị không biết. Chị có thể dối em, nhưng mà làm sao qua mặt được mấy chú công an. Biết gì là chị khai nấy hả? Không biết cái năm nay xui rủi làm sao. Tưởng giúp người, ai ngờ xảy ra tai họa. Chị xem thằng Kiên nó như em của chị vậy đó. Bởi vậy nó nhờ gì chị giúp liền à. Ai ngờ hại mình ở tù luôn. Nhưng mà anh Kiên sao lại cần chị giúp chứ? Ủa, em không biết thiệt hả? Gia đình em thách cưới. Thằng Kiên nó mất ăn, mất ngủ, nó tâm sự với chị. Chị xúi nó bán thận để lo đám cưới với em đó. Tội nghiệp thằng Kiên, tâm trạng nặng nề mà đâu có dám tâm sự với em, sợ em lo lắng. 5 lần 7 lượt bị gia đình em nói xa nói gần. Nhưng mà họ đã nói gì bên kia? Nói gì thì em về hỏi họ đó. Nói gì mà đến nỗi thằng Kim nó đồng ý bán thận để có tiền gấp cưới em thì em biết rồi. Còn có sao không? Trời ơi, má nghe chú Tài nói má lo cho con hết sức vậy đó. Má muốn lên con mà không ai lo cho thằng Kim hết á. Con không sao hả con? Có sao không con? Hả? Ngồi xuống đi con. Bây giờ thì không sao rồi má. Ừ, trời Phật thương người hiền. Cũng may là con không sao. Nhưng mà nè, mai mốt á, có làm gì có đi đâu á, nói cho má biết một tiếng nha con. Không thôi má lo mà thằng Kim nó cũng lo cho con lắm, con có biết không? Dạ, con biết rồi. Ừ. Có phải là em quá vô tâm lắm đúng không anh? Em đã không quan tâm tới những gì anh nghĩ. Anh lo. Bây giờ đã quá trễ để nói lời xin lỗi rồi. Anh có buồn có giận gì em không? Vì gia đình em mà anh trở thành như vậy.
thời thực nhật. Vậy mà anh không oán trách ai hết. Em hứa là sẽ không bao giờ làm cho anh buồn nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhưng mà anh cũng phải hứa với em, dù xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho em nghe nha. Em đừng có ôm đồ một mình nữa. Tụi mình là một mà, đúng không anh? Ba về. Dì về. Con Thư nó về không? Thư. Thư, trời ơi, con có sao không vậy? Ba với dì tới lên Sài Gòn rước con về nè. Ba và dì đã nói gì bên kia? Nói gì đã nói gì? Có phải ba và dì đã đòi hỏi này nọ, đòi hỏi anh Kiên phải có số tiền lớn khi muốn cưới con? Ơi, con ơi, ai nói bậy bạ vậy? Bữa đó ba với dì á là nói với anh Kiên á là khi cưới con á về là phải yêu thương chiều chuộng con hơn thôi. Dì còn ở đó mà nói dối sao? Ba, ba có biết những lời ba nói khiến cho anh Kiên hành động bồng bột không? À, dì hiểu rồi. Thằng anh con nó nói đúng không? Trời ơi con ơi, anh con nó nói lung tung bậy bạ, tin nó làm chi? Dì thề với con á là dì với ba con không có nói cái gì mà khiến cho thằng Kiên nó buồn phiền đâu. Dì đã thề bao nhiêu lần trong đời rồi? Cứ mỗi lần lấp liếm chuyện gì là dì mang lời thề của mình ra để mà che đậy sự giả dối sao? Con, tại sao vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Hạnh phúc của con là do con tự quyết định chứ. Tại sao ba không nói thẳng với con là ba muốn con lấy chồng giàu để cho ba nương nhờ sau này? Tại sao ba a vua với dì để làm khó anh Kiên? Bây giờ anh Kiên xảy ra chuyện như vậy, ba vừa lòng chưa? Đâu phải là tại ý của ba, mà tại thằng Kiên nó suy nghĩ nông cạn là tại nó chứ. Trời, ngủ kìa, đi vô. Ba đứng lại. Ba còn nói những lời vô trách nhiệm đó sao? Nếu như ba không vô trách nhiệm thì anh hai con đâu trở thành như vậy. Nếu như ba không vô trách nhiệm thì má con đâu chết đi mà vẫn còn ức. Con càng nói càng quá đáng à. Quá đáng? Ba làm cho anh Kiên như vậy, ba không thấy mình quá đáng hay sao? Tại sao ba và dì có thể sống ích kỷ như vậy chứ? Trời ơi con ơi, thằng Kiên nó bị như vậy là do số phận của nó, chứ sao tự nhiên cái con trút trách nhiệm lên dì với ba được con? Dì im đi, con đã không muốn nói tới dì rồi. Con dì thương anh, thương ba, cho nên là nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Bây giờ dì nhỏ to với ba con để mà xen vào chuyện riêng của con sao? Trời ơi Thư ơi, tụi con lại dám hỏng cái gì con? Ba, con làm đầu tắt mặt tối là vì ai? Con bươn chải ngoài đường ngoài chợ là vì ai? Con có để cho gia đình này đói ngày nào chưa? Hay là ba nói thẳng với con đi, là ba muốn con lấy chồng giàu để cho ba nương nhờ sau này. Có phải chuyện con đi lấy anh Kiên sẽ làm cho mọi người lo về cuộc sống sau này đúng không? Tại sao ba và dì có thể sống bên cạnh như vậy chứ? Ba biết là thằng Kiên nó xảy ra như vậy con rất là buồn, nhưng mà không vì như vậy mà con có quyền nặng nhẹ ba. Nó làm chồng mà nó có đám cưới mà nó quán xuyến không được, sau này làm sao nó xây hạnh phúc được cho con chứ? Ba nói vậy có đúng hay là không? Rồi sau này cuộc sống con sẽ ra như thế nào? Con nói ba nghe coi. Ba chỉ khuyến khích nó cầu tiến thôi, nhưng ba đâu có nghĩ là nó suy nghĩ nông cạn đi bán thận như vậy. Thằng phế nhân như vậy là rồi con có hạnh phúc với nó không? Anh Kiên là người con yêu, cho dù anh như thế nào thì con vẫn yêu. Điều con chọn con không bao giờ hối hận.
cho dù sau này ảnh có là phế nhân hay không bao giờ ngồi dậy thì con vẫn yêu. Sẵn đây con nói cho bà biết luôn, tháng này con sẽ làm đám cưới với anh Kiên. Thanh! Thanh! Thôi. Mày giỏi quá. Mày ngồi mày nói lối sớm đi. Rồi đám cưới mày với thằng Kiên tàn phế đi ha. Cho tao cười cho mặt mày. Mày đi luôn đi nha. Mày làm cho phim vậy. Thư, trời ơi con làm cái gì vậy Thư? Trời ơi Thư ơi, con đừng có giận quá mà mất hôn nha. Trời ơi, nghe lời gì đi, hai cha con mấy người bớt nhau một tiếng đi được không? Con sẽ không về đây nữa. Trời ơi con, vậy sao được hả? Ba con ai lo, rồi thằng anh con ai nuôi? Bà cứ đừng có cản nó, để nó đi đi. Thử con ai đói, nó dám đi tôi mới sợ à. Cái ông này. Này. Ồ. Trời ơi, Hiền ơi, con nói một tiếng đi nha. Chứ bây giờ nó mà đi qua bên đó là con mắc bọc luôn á. Nói đi. Ồ. Ồ. Trời ơi, sao mày cà lắm không đúng lúc vậy? Nói đi. Ồ. Anh hai. Anh hai không muốn Thư đi đâu hết. Nói đi. Nói. Anh hai. Không muốn Thư đi đâu hết. Anh hai ủng hộ Út. Thằng quỷ, mày nói cái gì vậy? Út cảm ơn anh hai nha. Út đi nha. Thư. Thư. Trời ơi, ông ơi. Ông nói cái gì đi, giữ nó lại. Ngày mai hết tiền chợ rồi. Nó nhỏ với một tiếng cho nó ở lại đi. Trời ơi, Thư ơi. Thư. Trời ơi, tôi mệt cha con mấy người quá à, Thư ơi. Mày giỏi nha, mày đi luôn đi. Có ai chết? Mày giỏi mày đi đi. Đúng rồi con. Ai chết biết liền à. Bà nội cha. Thư, nghe gì nói nè con. Thư. Trời ơi, Thư ơi, nghe gì nói nè con. Con bớt nóng, bớt giận đi mà. Chuyện đâu còn có đó nghe. Trời ơi, dì biết là dì sai. Dì nói bậy. Dì hứa với con á, từ đây về sau dì không có xen vô chuyện của con với thằng Kiên nữa đâu. Nha con. Con có giận dì thì dì cũng chịu. Nhưng mà con đừng có giận ba con. Ổng già rồi, ổng sống nay chết mai. Con làm cho ổng buồn, ổng chết sớm á. Dì ở giá tội nghiệp dì lắm con. Con nghe lời dì đi. Rồi còn thằng Thiện nữa. Không có con á thì mệt lắm đó. Đủ thứ tiền trên đời này hết á con. Bây giờ con cứ giận á thì con cứ đi đâu cho khuây khỏa hết giận đi. Rồi con về nha con. Con ơi, ngày mai hết tiền chợ rồi con. Nha con. Thư, trời ơi Thư ơi, nghe gì nói nè Thư. Vợ của anh Kiên là vợ của má, con sẽ dọn về đây ở chung để chăm sóc cho má và chăm sóc cho anh Kiên. Má chấp nhận nha má. Thôi. Cảm ơn má. Từ đây con sẽ là vợ của anh Kiên, là dâu của má. Con hứa con sẽ là một người dâu hiếu thảo, một người vợ hiền. Con mặc bà con ở đây làm chứng. Anh à, hôm nay là chú rể.
Alo. Tại sao lại để sự việc xảy ra như vậy? Bây giờ mọi việc đến đâu rồi? Dạ, bà nó bị công an túm rồi. Họ đang điều tra và truy nã trên dẫn phố. Canh làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Mọi việc như vậy là không ok hả? Sao hôm trước nói là mọi việc không liên quan gì hết? Tôi nghĩ là không sao. Tôi không muốn bà bận tâm thôi. Bây giờ tính sao? Dạ, chắc là tôi phải cho nó tiền. Họ là thằng kia sẽ đến tù. Đến chỗ hẹn. Dạ thầy ơi, tuần sau nhờ thầy đến xem giùm nha thầy. Thằng nhỏ lúc này không biết sao cấu gắt quá. Tôi rầu ghê vậy đó. Thương con thì có thương, nhưng mà càng ngày nó lại càng cho mình mệt mỏi hơn. Dạ. Dạ đúng rồi thầy. Mọi vật trong nhà để y nguyên như cũ, như là lời thầy dặn vậy đó. À, xin lỗi thầy. Hôm rồi thằng nhỏ nó làm bể cái kiến. Cái kiến hướng vào trong nhà đó thầy. Dạ. Ừ, dạ chưa, tôi chưa có thay cái mới. Ủa, vậy hả thầy? Ủa, tôi nghĩ là cái kiến nó... Thầy nói sao? Cái kiến nó là ngăn chặn tà khí từ bên ngoài cửa vào. Trời ơi, hèn gì. Dạ thôi thôi, được rồi, dạ tôi nghe lời thầy, để tôi kêu người đến ráp cái kiến khác liền. Xin lỗi thầy, tại vì bữa rầy lu bu quá. Cái con bé người làm mới vừa làm được một tuần lại xin nghỉ nữa rồi. Không ai làm việc được hết thầy ơi. Làm không được bao lâu là xin nghỉ rồi. Tính khí cái thằng Thành càng ngày càng bất thường. Tôi cũng đang tìm người khác đây. Nhưng mà tìm khó quá, tôi cũng rầu muốn chết luôn nè thầy ạ. Dạ thầy nói sao? Tuổi tỵ, kỷ tỵ thì càng tốt hả thầy? Dạ. Dạ. Dạ rồi, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Thầy thu xếp giùm sớm hả thầy ha. Dạ, dạ, dạ chào thầy. Dạ. Tìm đâu ra người kỹ tị nè. Mọi người ngồi im nha. Xe chạy. Pin. À dạ. Chạy xe gì thắng gấp quá vậy? Lên xe. Đi xe buýt nào không? Thư đâu? Thư, cái biểu. Thư không có ở nhà. Thư ở đâu? Không có. Đi xe buýt không? Mày sao mày? Trời ơi, cái gì vậy? Đi ra nha. Cái người làm gì vậy? Hả? Nè, phá tách nhà tôi kêu công an tới à. Có phải nhà của Thư không? Ờ đúng rồi, kiếm năng chi? Có người kêu tụi tôi đến đây đòi nợ. À, thì ra mấy người là đòi nợ thuê hả? Kêu Thư ra đây, nó mà trốn hả? Tụi bay phá nhà đó tao. Nè, mấy người tập bể hư đồ nhà tôi hả? Là tôi bắt đền đó nha. Con Thư nó không có nhà, muốn gì đi qua nhà chồng nó mà kiếm. Bà sợ hả? Nhà chồng nói đâu? Ở bên Vàm á, qua bên đó hỏi nhà bà Tư Ngạn ai cũng biết hết á. Bà mà sợ hả? Biết tay với tôi kìa chưa? Đi tụi bay. Thôi. Đổ thứ cô hồn. Tụi bay mà tới đây lần nữa đừng trách tao. Tao kêu công an hả, cộng đầu tụi bay luôn. Còn mày nữa, sao không? Ủa, nó đâu mất tiêu rồi? Thiên! Thiên! Trời.
Ừ, cứ khỏe hả? Chú Tài mới về đó hả? Dạ con mới về. Ừ, chú dạ. Khỏe không? Dạ con khỏe. Ừ, con có ít trái cây gửi Tư dùng để thảo với con. Trời ơi, bài đặt quá. Cảm ơn chú nha. Dạ không có gì, con cũng ghé thăm Tư rồi xong xuôi con ghé thăm Kiên tí xíu mang đi rồi. Vậy ha. Dạ cảm ơn chú. Dạ Thư đi bán hả gì? Bán buôn gì, nó ra ngoài chợ thu dọn thanh lý hàng hóa, cuối tháng này á trả sạp lại rồi chú ơi. Ủa sao vậy? Gì anh nghe dì Tư nói tình hình hiện nay á anh thấy lo quá, sắp tới em tính làm sao? Trước mắt thì em sẽ tìm cách san sạp và sau đó thanh toán hết nợ nần, kế tiếp đó nữa là tìm cách xoay sở sau. Anh biết á là em rất giỏi xoay sở, nhưng buôn bán á thì cũng phải cần vốn liếng với mối mang, gây dựng lại á thì anh thấy cũng lâu, mà hiện nay á anh thấy mọi thứ trút lên đầu em nhiều quá. Anh Tài nè. Hả? Hôm rồi thì em có vào trại giam gặp bà Ba Thành Thị, em nghĩ là bà biết người đứng sau lưng vụ này nhưng mà không dám nói. Lần này em trở lại Sài Gòn tìm gặp và hỏi cho ra lẽ. Em đừng có làm bậy nha. Đừng có làm bậy á. Lần trước là chút xíu nữa lọt vào tay bọn buôn người rồi đó. Anh biết không, mỗi lần nhìn thấy anh Kiên là lòng dạ em xót xa và căm phẫn lắm. Bọn bất lương kia sẽ còn hại biết bao nhiêu người nữa đây, sẽ còn bao nhiêu người phụ nữ khóc nhìn chồng giống như em đây. Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng mà em đừng có làm cái gì để anh chị Tư lo lắng. Có gì á báo anh một tiếng, đừng có hành động một mình nha. Trước mắt á em lo xây sở cuộc sống của mình đi. Em mà có mình hệ gì á khi nó sống làm sao? Anh hai. Út dài, út dài. Ba với gì đâu? Ba gì? Đi ăn đám giỗ rồi. Út chơi banh với anh hai đi. Út chơi à. Đá. Nó không chơi nữa đâu. Trời ơi. Này, nghe Út nói nè, ngày mai Út đi Sài Gòn, anh hai ở nhà đừng có đi chơi xa nghe không? Nhất là cái giếng ở ngoài ruộng á, nó sâu vậy nó nguy hiểm lắm, anh hai có biết không? Út đi đâu vậy? Cho anh đi chứ. Út phải đi tìm bọn xấu. Anh Kiên ra nông nổi này là vì họ, cho hai theo làm gì? Vậy Út đi mua trứng gà về cho anh hai ăn ha. Ngồi đây. Hai cầm cái này đi. Nếu như mà hai muốn gặp Út á thì qua nhà thím hai. Thím hai đánh điện thoại lên cho Út nghe không? Ngày. Đánh điện thoại. Chơi anh đi. Xỉu quá, chạy đi tùm lum á. Ba về. Út chờ ba về. Yeah.
Ba, mày không biết tao là ba của mày nữa. Con không muốn nhắc tới mấy chuyện này nữa. Tao biết. Đối với mày, bây giờ gia đình thì không có ý nghĩa với mày nữa phải không? Hôm nay con qua đây là con muốn nói chuyện với ba. Con có công việc phải đi Sài Gòn, cho nên là ở nhà. Ba coi chừng anh hai giùm con nha. Nếu mày thương nó đó thì mày ở nhà lo cho nó đi. Gì? Chuyện này con nhờ gì nha? Con không thể nào không đi. Nhưng mà điều con lo nhất á vẫn là anh hai của con. Dì thương thì để mắt tới ảnh giùm con nha. Thì nào giờ cũng vậy mà. Tuy hai đứa không phải là con ruột nhưng mà lúc nào dì cũng thương hết á. Huống chi thằng Thiện nó bị khùng. Ờ không, nó bị bệnh thiểu năng thì chị còn thương nó hơn nhiều hơn mà. Những điều con cần bây giờ không phải là những lời sáo rỗng đó. Nếu dì thương con á thì chăm sóc anh hai giùm con nha. Ừ, được rồi. Nhưng mà con đi rồi chừng nào con về? Con chưa biết nữa. Khi nào xong công việc thì con sẽ về. Mấy hôm hoặc là nhiều hơn như vậy. Thôi con về đây. Anh hai. Út về nha. Nhớ là Út dặn đó. Nhớ. Ủa gì kỳ vậy? Dặn dò tùm lum mà không đưa tiền. Mai lấy gì đi chợ? Thiện, Thiện. Thiện. Vô đây. Vô đây. Giấu gì vậy? Ngồi xuống. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi đi con, ngồi ngồi. Nó cho con tiền phải không? Chứ con giấu gì sao ạ? Hả? Đưa đây cái gì? Dì đi chợ, dì mua đồ chơi cho. Hả? Ăn, ăn trứng gà nha. Ừ, đưa tay ra, đưa đây. Xè tay ra. Coi. Xè ra. Tay kia. Trời ơi, xè đấy. Trời ơi, ai nói mày khùng tao chết liền luôn. Đưa tay này ra luôn. Xè ra coi. Xè ra. Tiền. Ủi, không phải tiền. Gì đây? Số điện thoại của nó hả? Làm quý lắm á. Ba, tôi đã nói với cô rồi, tôi không có biết gì hết. Cô đừng có hỏi tôi nữa. Tôi xin cô đó, cô buông tha cho tôi đi. Chị làm ơn giúp em đi mà. Em chỉ hỏi chị một câu thôi. Tôi được công an thả 2 ngày rồi. Tạm thời không có xử lý, nhưng mà mỗi ngày tôi phải lên trình diện. Từ ngày về đến giờ tôi ngủ không được. Tôi sợ lắm. Tôi nguyện ăn chay suốt đời cho tới chết. Vậy ba nè, em nói thật lòng. Đến giờ này thì em không còn giận hờn gì nữa. Em hiểu là chị cũng không biết sự việc xảy ra nông nỗi này đâu. Hôm nay em đến đây gặp chị không phải là trách móc, mà là
Em đừng có ép chị Thư. Chị không biết gì hết. Chị chỉ là cò con, làm theo sự sai khiến của bọn họ thôi. Nhưng mà ít nhất chị cũng phải biết số điện thoại, tên họ, hoặc là địa điểm giao dịch chứ. Từ ngày xảy ra chuyện tới giờ, chị đâu có gặp họ. Mà muốn giao dịch đó thì ra quán cà phê. Vậy chị cho em biết quán cà phê đó đi. Nhưng mà bọn họ cũng đâu có dễ gì để cho em ra quán cà phê để gặp họ. Thôi, coi như chị xin em hãy để chị yên đi, chị sợ lắm. Có phải là chị biết mà chị giấu em đúng không? Chị không biết gì hết hả? Thiệt. Chị nói vậy thì em nghe vậy. Xem như chuyến đi này là vô ích rồi. Tôi chào chị em về. Thư, em có về á, em cho chị gửi lời thăm cậu Kiên nha. Chị muốn thăm nó lắm, nhưng mà chị không dám đối diện, chị sợ lắm. Chị ba nè. Hả? Trước khi em về á, em muốn chị xem cái này. Xem cái gì em? Chị có nhận ra người thanh niên trong ảnh này là ai không? Một thanh niên khỏe mạnh, bỗng chốc trở nên như vậy đó. Đáng lẽ giờ này tụi em đã đám cưới và chung sống với nhau rất hạnh phúc. Anh Kiên là người tốt, anh đâu làm gì nên tội đúng không chị? Mà sao chị số phận như vậy? Chắc là chị cũng hiểu tâm trạng của em hiện giờ. Em không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy chồng mình an ức như vậy. Chị thương em, thương anh Kiên. Chị giúp em nghe. Em hứa là sẽ không để cho chị dạ lây đâu, nha chị. Chị không có ngờ chị lại tiếp tay với người ta để làm chuyện gian ác như vậy. Thư, chị ăn năn lắm, chị hối hận lắm. Kể từ giờ về sau chị sẽ đọc kinh sám hối. Em tin chị không? Chị mong em và chú Kiên tha lỗi cho chị. Thay vì sám hối tụng kinh đó, chị hãy giúp em một lần đi. Nói cho em biết kẻ nào chủ mưu đứng sau vụ này. Đó là cách mà chị chuộc lại lỗi lầm đó. Không được đâu, tụi nó sẽ xử chị đó. Ngày mà chị được tha đó, có một người đón chị theo gì, chị về tới tận đây hăm dọa chị đủ điều hết à. Không, chị không thể được. Em hãy thông cảm cho chị. Vậy chị hãy cho em gặp người đàn ông thăm dò chị đi. Để làm gì? Chị nói với họ là có người cháu bà con kẹt tiền muốn bán thận. Rồi sau đó em biết làm gì. Em sẽ không để chị liên lụy đâu. Trời ơi, không được đâu Thư ơi. Em muốn làm cái gì vậy? Em đừng có suy nghĩ nông nổi nha. Trời ơi, toàn là hùng béo lan sói không à. Nó sẽ ăn thịt em đó. Em muốn xem mặt lũ sói ra sao. Cảm ơn chị, em hỏi đây có phải là nhà mà anh Tài làm tài xế đúng không chị? Chờ đi xíu nha, anh đang lái xe không nghe điện thoại được, chút xíu về liền nha. Dạ.
Chú Tài. Dạ bà chủ. Cô gái ngồi phía trước là ai vậy? Dạ nói là em bà con dưới quê, lên Sài Gòn công chuyện nên ghé thăm chút. Mai mốt bà có người nhà dưới quê lên á, chú nói đừng có đứng ở ngoài trước như vậy, coi không có hay nghe. Dạ tôi biết rồi, xin lỗi bà chủ. Em lên đây á, sao không điện thoại cho anh biết trước, rồi đi có nói gì tôi biết không? Mình ra chỗ khác nói chuyện đi anh ha. Không có được, anh đang làm việc, bà chủ gọi một cái là anh phải có mặt. Cái bà sang trọng hồi nãy là bà chủ hả? À. Còn cái người mà dị hợm hồi nãy là ai vậy? Người dị hợm nào? Thì nam không ra nam, nữ không ra nữ, trùm từ trên xuống dưới kín mít à. À, đó là cậu chủ của anh. Cậu ấy bị nhiễm bệnh, mỗi lần mà đi ra ngoài là phải trùm kín mít mặt mày á, để bà đừng bị nhiễm gió. Yếu bày đặt ra gió. Nhưng mà em lên đây làm chi? Lên phải vì chuyện đó không? Em đã gặp và nhờ bà ba giới thiệu kẻ đứng sau lưng chủ mua bán đường dây này. Hắn hẹn em á, ngày mai ra quán cà phê Hoa Lài ở đường Trường Xuân Soạn á. Em hẹn hắn làm gì? Thì em nói là em cần tiền và muốn bán thận, cho nên là nhờ bà ba môi giới. Trời đất ơi, em có khùng không vậy? Làm như vậy rất là nguy hiểm. Tụi nó đâu phải là tay mơ đâu. Nhưng mà em không còn cách nào khác. Bây giờ vậy nè, em nên về quê. Anh điện á, anh báo dì Tư. Anh không để em mà nguy hiểm như vậy được. Anh Tài, em sẽ không về nếu như em chưa truy tìm được kẻ chủ mua bán đường dây phi pháp này. Sau khi truy tìm được manh mối, em sẽ báo công an, tóm gọn bọn chúng. Em mà chưa truy tìm được tụi nó đã làm thịt em rồi. Không đơn giản như em nghĩ đâu. Khó mấy em cũng cương quyết. Ngày nào mà em chưa nhìn thấy bọn chúng bị pháp luật trừng trị thì em không cam tâm đâu. Anh biết tính em rồi mà. Ở đây là quận 7, đường Trần Xuân Soạn á, sẹt ra cái là tới à. Ủa vậy hả? À. Rồi em tính ở đâu? Chứ em thuê phòng trọ ở. Em có biết là ở đây nguy hiểm lắm không? Sao mà em... Anh... Thôi thôi, được rồi, được rồi. Anh sẽ tìm phòng trọ cho em. Ngày mai á, anh sẽ ra quán cà phê chung với em. Biến đi! Đi ra khỏi nhà tôi! Biến! Em có sao không? Bực mình quá. Dạ bà chủ. Ừ. Chú coi đưa đi chụp hình đi rồi đem quá đơn về đây tôi thanh toán. Dạ. Tôi khỏi khỏi đi. Chỉ sơ sát ngoài da thôi bà, không sao đâu. Nhưng mà cô có thấy chóng mặt hay là khó chịu ở đâu không? Dạ không. Ừ. Nếu vậy thì chú đưa vào căn phòng nhà sau để nghỉ ngơi. Khi nào cảm thấy khỏe rồi hẳn đi. Dạ. À, tôi xin lỗi, nó không cố tình làm như vậy đâu. Người nhờ xin lỗi cũng phát ghét ha. Đáng lẽ cái người xin lỗi không phải là bả, mà là cái người làm cho em lủng đầu này nè. Còn dị hợm, ném người ta bể đầu luôn, mà cái mặt trơ trơ như không có gì. Bây giờ em nên về quê đi. Em không có đi đâu hết á. Khi nào mà em chưa tìm được người cần tìm. Chú Tài ơi. Dạ. Bây giờ á, anh chở bà chủ đi công việc. Em ở đây nè, chờ anh, đừng có đi lung tung, khổ rồi nghe. Nhớ nha. Để người lạ vô nhà nghe. Anh nói giọng bình thường không được sao? Có cần phải la lớn như vậy không? Cô làm cái quái gở về mặt nói giọng trịch thượng với tôi vậy hả? Đi ra. Anh là người trịch thượng chứ không phải là tôi.
làm cho tôi bể đầu như vậy. Nói cái giọng không liên quan tới mình sao? Ai biểu ngu? Đứng dưới chi chúng đầu đáng chịu. Đáng đời. Đáng đời hả? Ê, đừng tưởng nhà giàu muốn nói gì nói nha. Làm cho tôi u đầu như vậy mà nói là đáng đời, ai biểu sao? Cô, đi ra. Đi ra. Thấy ghê không? Tin ơi, cô. Tin ơi, Tin. Tin. Chị không được ăn hiếp cậu chủ em. Cậu nhấn nha. Sao chị ăn hiếp cậu chủ em? Cậu lên phòng nghỉ đi cậu. Trời ơi, đừng có gây lộn, không có tốt nha, không có tốt nha. À, đúng rồi. Đi lên lầu đi. Không thôi, ở ngoài này xỉu à. Cô. Không thôi em bế cậu chủ lên lầu luôn đi. Hả? Cô nói gì? Hả? Biến. Tôi sẽ biến. Nếu như anh xin lỗi tôi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì nó làm cho tôi thương tích. Cô xéo ngay. Cô có tin là tôi báo công an bắt cô về cái tội mà xâm nhập nhà cửa bất hợp pháp không? Đi ra. Không. Cô chủ, xin lỗi cô chủ. Đi em, đi. Em không đi đâu hết á. Cái tên gì hợp này chưa có xin lỗi em không đi. Cô nói. Cô nói gì hợp? Nhìn xung quanh đây đi. Nè. Có ai gì hợp hơn anh không? Cô nói hả? Cô nói gì? Cô chủ. Bất giận. Thôi mà, thôi mặc cậu. Cô. Trung. Cô. Không phải là cô. Mà là xin lỗi cô. Em. Xuống. Cậu. Thôi để em quánh chỉ giùm cho nha. Này. Chỉ nè. Rồi, bớt giận nha cậu. Thiệt. Riết rồi ăn uống tôi thấy không được luôn à. Ở nhà ba người con cá. Rồi ai ăn ai nhịn. Ông giỏi ông đi chợ đi. Thôi đừng có nói nữa, ăn cơm đi. Người ta nuôi con gái để được hưởng phước. Còn ông nuôi con gái chỉ được hưởng tiếng à. Ông có nghe người ta bàn tán nói gì không? Chứ tôi đi chợ tôi nghe nói đầy hơi có lỗ tai rồi nè. Thôi bà ăn cơm đi. Ai nói mặc kệ người ta. Ở đời nay con gái gì đâu tự dưng cái cuốn gói theo trai à. Mà phải đàng hoàng nguyên vẹn cho cam. Lấy ngay cái thằng tàn phế nằm chỗ. Rồi suốt đời phải nuôi nó, hầu hạ nó. À, hay là nó muốn mang cái tiếng á là hả, có tình có nghĩa chứ gì. Tình nghĩa gì trong khi cha nó thì nó bỏ, anh nó thì nó không nuôi. Nè, tôi nghe phong phanh á là nó đi lên trên Sài Gòn á, nó kiếm cái tụi mua thận của thằng Kiên đó. Coi đó, vì thằng Kiên hả, cái gì nó cũng dám làm hết, chịu nổi không? Thôi, ăn cơm đi, bà nói hoài à. Nè, tôi cho ông biết nha, cái nhà này sắp nữa chết đói tới nơi rồi đó. Biết vậy hồi xưa tôi lấy trâu lấy bò tôi còn có thịt mà ăn, chứ không phải khổ như bây giờ đâu. Bực mình. Một mình mày ăn hết một con cá vậy đó hả? Rồi ba mày với tao ăn cái gì? Khôn trực búa luôn chứ đó mà khùng. Sao mày không ăn giọng luôn đi? Mày nhả ra ăn chi vậy? Gì ăn đi. Mày nghĩ sao vậy? Tao đi ăn đồ thừa của mày hả? Hả? Bây giờ còn có cá, có cơm để mà ăn nha. Sau này tao cho mày ăn cám luôn. Heo hả? Trời ơi. Thank you.
cháu bà. Cô tên gì? Dạ tôi tên Thư. Cháu sao chứ bà? Dạ cháu bà con. Hồi nào giờ tôi đâu có nghe bà ba có nói con cháu gì đâu. Cô nói láo phải không? Cô định gạt tôi phải không? Dạ dạ không phải. Thiệt tình với anh á là tôi không có cháu bà con gì với là dì ba hết. Nhưng mà hoàn cảnh của tôi ngặt nghèo quá. Bọn cho dây á thì nó chờ tôi hàng ngày, cho nên bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ dì ba giúp thôi. Anh làm ơn giúp tôi nghe. Tình hình chỗ này căng thẳng lắm. Cô cứ về quê đi, khi nào yên ấm tôi alo cho cô. Không được đâu anh ơi, không có được. Nếu mà chờ một ngày là tụi nó giết tôi chết. Anh giúp đỡ giùm tôi đi. Đó là chuyện của cô. Vậy là tụi nó không dám cắn rồi. Lúc này lộn xộn quá tụi nó ngưng hoạt động. Thôi em về đi. Anh ra lấy xe, em ra trước đứng chờ anh nha. Lẹ lên. Nhanh lên, có muốn kiếm tiền không? Nhanh lên. Trời ơi, chờ gì nữa. Phải con muốn kiếm tiền sao? Nhưng mà tao phải biết mình đi đâu chứ. Đến nơi con muốn đến chứ đi đâu. Đứng đây để tôi xin lỗi hả? À đợi đi ha, để đến Tết Congo luôn. Đừng có khóc tôi. Ừ tôi chờ xem. Mà nhớ tránh xa cửa ra nha. Thôi tôi xịt chó cắn xúc quần à. Chó của anh nuôi không bao giờ dám cắn tôi đâu. Tại sao? Tại vì nó cũng dị hợm giống như anh vậy đó. Gì? Thôi con vô nhà đi. Con mưa nắng là bệnh bây giờ đó. Đáng đời. Ủa
Chú Tài à? Dạ bà chủ. Cô gái đó bà con sao với chú? Dạ thưa bà chủ, thực tình thì cô bé đó chỉ là bà con lối xóm, chứ không có họ hàng gì hết. Nó có việc lên Sài Gòn, nhưng mà không có ai thân thích hết. Coi bộ có vẻ lì lợm mà nha. Dạ, tôi xin phép bà chủ, cho tôi ra gặp nó một tiếng nha bà chủ. Chú đi đi. Dạ. Đâu vậy? Anh dẫn xe ra mà không thấy em. Điện thoại cũng không bắt máy nữa. Em làm anh lo quá trời đất. Chân bị gì vậy? Anh Tài, em bị cướp, mất điện thoại, mất hết giấy tờ rồi. Trời đất. Thôi thôi con, thôi con. Còn chấp nhất gì người ta, kệ nó đi. Mày mày tránh ra. Ôi mày coi kìa, nhìn cái mặt cô ta thật là khó luôn. Nó nghe mày đòi với con đó mà. Con nói thiệt nha, cô ta không có đủ bản lĩnh nói chuyện với con từ đó đâu. Cứ đồ lý sự cùng. Hồi nãy chút xíu nữa con tỏ trúng đầu rồi. Dạ thưa cậu chủ, thuốc á, con đã lột sẵn rồi. Cậu nhớ vô uống thuốc. Thứ hai nước nóng cô cũng pha xong rồi. Cậu vô cậu tắm á, để mà khỏi chờ đợi. Trời ơi đó, cái này nói luôn. Muốn người làm thì phải nhìn cái máy vậy. Đáng chết. Dạ cậu chủ nhớ uống thuốc. Bây giờ con xuống bếp con nấu cho cậu ăn. Quên mẹ không? Còn nói một tiếng là tôi cho nguyên bụng đá vô miệng cậu bây giờ đó. Thôi mà. Nè, thôi con, thôi con, thôi. Đưa đây. Đi vô. Chị đã nói với em rồi, bọn họ dễ sợ lắm, không có thể giỡn mặt được với họ đâu. Mà em không chịu nghe chị gì hết à. Bây giờ sao đây chị? Tiền bạc giấy tờ em mất hết rồi, cả điện thoại nữa. Chắc có sự hiểu lầm gì đó. Chứ ông ta đâu phải là dân cướp cạn, mà chị có hẹn ông ta tới đây rồi. Anh nói em là phóng viên, rồi lục soát, lấy bóp, lấy điện thoại của em luôn. Chị biết rồi, ông ta chỉ nói là để kiểm tra em thôi, chứ không có lấy của em đâu. Ủa, ông ta tới rồi kìa. Hiểu lầm thôi mà, tại vì cô em đi mà dẫn theo cái đuôi, nên tôi phải sợ chứ, giỡn chút thôi. Trả lại cô em nè. Kiểm tra lại đi. Từ dưới quê lên Sài Gòn mà có 120 ngàn. Bà ba, tìm đâu đứa cháu gái xinh vậy? Bán thận làm chi? Bán cái khác nhiều tiền hơn. Nếu không giúp thì thôi. Cô em làm gì nóng vậy? Tôi chỉ tiếc cho cô em thôi. Bà ba, chỗ quen tin cậy không? Sau này mà tôi biết á, nó là công an hay nhà báo gài vô, tôi khứa cổ bà đó. Tôi đâu có dám giỡn mặt. Có cần tôi nhắc lại cho ông biết không? Tôi cần tiền, cho nên muốn bán thận. Bà ba, bà chưa dạy cô ấy à? Ở đây không có hai chữ bán thận, mà hiến thận, nghe rõ chưa? Sao cũng được, tôi cần tiền gấp, tôi không có thời gian. Nè, bà dẫn cô ta đi test thận có ok không? Tôi á hả? Không lẽ tôi? Bà dẫn á, đi test á, nói là cháu dưới quê đi khám tổng quát. Công an đâu bắt bà đâu mà sợ. Nhớ lấy á, kết quả cho tôi nha. Con à, con mệt quá. Con thấy trong người sao?
khó thở, con mắc nghẹn, có khi nào con bị chết không? Con đừng có nói tầm bậy như vậy, chỉ là dị ứng thời tiết cảm xoàng thôi mà con. Thôi được rồi, để má kêu con tìm. Làm gì còn nó nữa, mới vừa dọn đồ ra khỏi nhà rồi, riết rồi má không biết làm sao. Không có đứa ở nào ở được với nhà mình hết. Thôi, má đừng nhắc tới cô ấy nữa, con bị dị ứng lắm rồi. Thôi được rồi, má sẽ không nói nữa. Con nghỉ ngơi đi. Thôi được rồi, cứ y như thỏa thuận mà làm. Chào nhé. Vậy là chưa tìm được người hả bà chủ? Chưa. Cho dù tôi có hứa trả lương cao cho họ, nhưng mà cũng là hứa thôi, chứ chưa chắc là họ đến. Không biết là làm được bao nhiêu là lại bỏ đi nữa. À, bà chủ nè, bà thấy con bé hay đứng chờ tôi trước cổng á, bà thấy nói sao? Chú nói sao? Ý chú là sao? Dạ, nó cũng đang cần việc làm. Hay là bà cho nó vào làm, thế vào chỗ đang trống đi bà. Không được, con nhỏ nó mà vào chỉ trong một buổi thôi là sẽ bỏ về ngay. Dạ, coi như là tôi chưa nói gì hết. Là bảo mẫu cho cái người dị hợm đó hả? Không có đời nào đâu. Anh chỉ gợi ý, em không đồng ý thì thôi. Chết sướng hơn á, thà làm về quê. Anh nè, hôm nay tụi nó tới nhà anh Kiên phá má với anh Kiên lắm đúng không? Tụi nó nói em là trốn nợ. Em nghe má kể mà em chạnh lòng quá à. Em bỏ đi, về dưới đi em. Không có được đâu. Em đã được test thận và chờ kết quả. Nay mai là em được gặp tên trùm đường dây này rồi, không thể bỏ ngang được đâu. Em cố chấp như vậy, anh không biết làm sao nữa. Nhìn lại đi, em bỏ công ăn việc làm dưới quê lên đây truy tìm bọn mất lương. Ở dưới quê thì nợ nần chồng chất, còn trên đây tiền bạc cũng không còn. Hơi anh không biết là em đang suy nghĩ, em đang làm cái gì nữa. Nhiều lúc anh nghĩ á, không biết là anh giúp em hay anh hại em á. Anh đừng có nói vậy. Mấy ngày hôm nay không có anh ở trên đây, em cũng biết làm sao nữa. Anh biết không, em ở trên đây thì em lo cho anh Kiên ở dưới lắm. Đêm nằm chèo queo trong phòng trọ có mình, nhớ chồng da diết. Mà khi mà em về dưới á, em thấy anh kia như vậy em chịu không có nổi. Em quyết tâm là tìm bọn chúng, đưa chúng ra pháp luật là trừng trị. Mấy hôm rồi em cũng suy nghĩ lắm. Em hoang mang là em không biết là mình tiếp tục hay là bỏ cuộc nữa đây. Đêm về nhắm mắt lại, hình ảnh của anh Kiên có hiện lên trong tâm trí của em. Cặp mắt của anh giống như đang căm phẫn. Anh à, tối nay anh có về ăn cơm không? À, chắc tôi về trễ. Làm gì bà thở dài vậy? Ở nhà có chuyện gì sao? Có chuyện gì đâu, thì cũng quanh quẩn mấy cái chuyện tìm bảo mẫu cho con trai của mình đó. Mà nhà mình đâu phải là hạng tầm thường đâu. Mà ai muốn xin vô làm được đâu anh. Cộng thêm cái điều kiện của con trai mình khó khăn quá, cho nên việc tìm bảo mẫu cũng hơi hạn chế. Em cũng nhờ bao nhiêu người rồi, nhưng mà ai cũng chào thua hết. Cái nước này em không biết là làm sao để có người chăm sóc cho nó đây. Em nhức đầu quá. Chuyện này bà nói tôi cũng chịu thua. Thì bởi, cho nên em mới gọi điện thoại với anh để chia sẻ đây nè.
À phải rồi. Anh à, chú Tài có người quen ở dưới quê lên. Nhìn cô gái này cũng sạch sẽ, sáng sủa lắm. Sao, bà thấy được không? Dịu đại đi. Trời đất ơi, em mà mướn cô gái này về, chỉ trong nửa ngày thôi là nó bị đuổi ra khỏi nhà rồi anh. Ủa, sao vậy? Cái cô gái này á, là bữa trước thằng Thành nhà mình nó chọi cái dĩa trúng lên trán đó. Thằng Thành ghét nó lắm. Coi bộ con nhỏ này nó cũng bướng bỉnh. Nó còn kêu thằng Thành là đồ dị hợm nữa đó. Em thấy con nhỏ này á, không có tôn ti trật tự lễ phép gì hết trơn á. Cho nên chú Tài vừa ngỏ lời là em gạt ngang ngay. Nó mà vô đây á, còn khiến cho con trai của mình đổ thêm bệnh nặng nữa. Bà ơi, có điện thoại đường dài gọi tới. Lát tối về tôi với bà bàn tiếp chuyện này nha. À, alo. Alo. Hai tôi đi. How are you? Ủa? Tài là ai vậy mà? À, nó tên là con Thư. Ủa mà thôi kệ nó con ơi. Mẹ cũng không ưa gì nó, cho nên mẹ đã từ chối rồi. Mẹ biết mà, mẹ không có làm cho con trai của mẹ khó chịu đâu. Sao? Bây giờ con trai của mẹ muốn uống cái gì nè? Nước cam nha, mẹ đi pha cho con ha. Con muốn thuê con nhỏ đó. Hả? Con nói sao? Mẹ thuê con nhỏ cháu chú Tài về làm hầu hạ cho con đi. Con vừa nói là thuê cháu chú Tài về làm việc ở nhà mình hả? À, Thiện à, ba có cái này cho con nè. Con nhắm mắt lại đi. Nhắm không, không có được hé nha, hé lạng gan á nha. À, nhắm mắt kỹ nha, rồi. Nhắm mắt lại đi. À ngoan. Rồi bây giờ con mở mắt ra đi. Trứng gà. Trời ơi, với con trứng hồi thành nguyên rổ luôn giờ. Trứng gà. Thích không? Thích thì ba lột cho con ăn ha. Ba lột cho con ăn. À, ngon lắm nha. Ủa bà lột còn nóng luôn á. Nè, mà con ăn xong á là con nhớ giúp cho ba chuyện này nha. À, con có nhớ Út không? Nhớ. Nhớ Út. Nhớ Út. À, con có qua nhà anh Kiên chơi không? Có. Kiên nhìn con Kiên cười. Hay giỏi, ăn đi con. À, nó cười thì cũng đỡ rồi. À mà Thiện nè, con gặp Út á, con nói giùm ba mấy câu này nha. Nếu mà con gặp Út á, con nói là ba nhớ Út lắm, ba khóc hoài à, Út về thăm ba nha, ba nhớ Út nhiều lắm. Con nhớ không? Nhiều. Con trứng mà nhiều gì? Nhiều chữ, nhớ không nổi. Mà ba quên nữa. Mày 30 tuổi rồi mà cái đầu mày mới có 3 tuổi rồi. Thôi bây giờ con nói hai câu thôi được không? Ba nhớ Út. Ba nhớ Út. Út về thăm ba. Út về 23. Rồi, giỏi nha. Bây giờ con ngồi đi ăn. Rồi con nhẩm lại hết cho ba nha, mấy câu này cho thuộc. Rồi gặp Út nói giùm ba vậy ha. Đâu nói là ba nghe coi. Ba nhớ Út. Út về thăm ba. Giỏi, đâu nói lại coi. Ba nhớ Út. Hay. Út về thăm ba. Giỏi. Ba nhớ Út. Đúng. Út về thăm ba. Giỏi quá. Ba suối anh nói vậy đó. Trời ơi, cái thứ khùng được không? Trời ơi, cái thứ khùng gì không? Trời ơi, con lại cha. Trời ơi, con lại cha. Thôi, mày khỏi nói gì nữa. Mày gặp nó khỏi nói luôn. Trời ơi, cái thứ. Trời khỏi nói. Trời ơi, tôi sợ mày quá luôn. Trời ơi. Ăn học gà ngon.
Thận của em đã có kết quả. Chiều mai em đến quán cà phê hôm trước đó để gặp hắn ta. Mọi thương lượng bàn bạc giá cả hắn ta sẽ cho em biết. Nhưng em nhớ lời chị dặn, những điều trong luật im lặng. Nếu không em sẽ gặp rắc rối. Ok, là kiểm tra hàng đã đạt chất lượng. Thì điều cần bây giờ cô phải có giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và hợp đồng hiến thận. Cô có thể nhờ đến người thân, cha mẹ cô hoặc chồng cô, họ đồng ý ký vào là xong thủ tục. Hiến tặng? Tại sao lại hiến tặng? Trong khi rõ ràng là bán thận lấy tiền mà. Cô chưa nghe bà ba nói qua luật im lặng à? Ở đây không có hai chữ bán thận mà hiến thận, nghe rõ chưa? Cho người mua thận. Cô lại nữa rồi, đã nói với cô là ở đây không có hai chữ mua bán mà hiến tặng cho nhận. Chút nữa có lên bằng mộ á, bác sĩ có hỏi á, cô nói là cô tự nguyện hiến thận vì cô thương hoàn cảnh gia đình kia. Vậy quả thận tôi hiến, người nhận sẽ tặng cho tôi bao nhiêu tiền? 30 triệu. Khi cô lên bằng mộ, người thân ở ngoài nhận tiền, đó là lực tiền trao cháu bút. 30 triệu hả? Sao tôi nghe nói là một quả thận có thể bán hơn 100 triệu mà. Ở đâu ra? Làm gì có giá đó? Giờ có bán hay không? Không thì thôi. Cô lại, cô là ở đây bán mà hiến tặng cho nhà. Cô muốn gì? Sao cô lại gạt tôi? Anh có biết hậu quả như thế nào nếu như tôi đưa đoạn ghi âm này cho công an? Hoàn cảnh gia đình kia. Anh Tài, chạy đi anh Tài. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, con 22. Tức là sinh năm... Dạ, con sinh năm 89. À, kỷ tỵ đấy mà. Nếu như vào đây làm, cô cần phải biết 10 điều kiện trong nhiệm vụ của cô. Dạ, con đã nghe anh Tài nói rồi ạ. Cô cảm thấy sao? Cảm thấy khả năng của cô có thực hiện được 10 điều kiện đó hay không? Dạ, được. Tốt. Vậy thì tôi sẽ trả lương cho cô một tháng là 5 triệu. Nơi ở cô sẽ ở gian nhà phía sau. Cái phòng hôm trước cô bị thương tôi cho cô tá túc đỡ đó. Dạ con biết rồi. Cô nghe cho kỹ đây. Một tháng cô sẽ được nghỉ phép một ngày. Và cô phải suy tính cho thật là kỹ. Công việc không dễ dàng chút nào hết. Tôi trả lương cho cô rất là cao. Bởi vậy cô phải cân nhắc cho thật là kỹ, xem mình có làm được nhiệm vụ của mình tròn không. Dạ, hết rồi đúng không thưa bà? Hả? Hết cái gì? Dạ, những điều khoản và những điều kiện bà đưa ra. Sao? Cô thấy khó quá phải không? Dạ không, con làm được mà. Vậy thì tốt. Khi nào cô bắt tay vào làm gì? Dạ, khi nào bà chấp nhận những điều khoản của con. Hả? Cô nói cái gì? Dạ, một ngày con phải được nghỉ một tiếng để con lo công việc riêng của con nữa. Có chuyện đó nữa sao? Dạ, còn nữa, một tháng con phải được nghỉ 4 lần và 4 ngày cuối tuần để con phải về quê lo cho người bệnh nữa. Và chưa hết, nếu như bà chấp nhận con vào làm thì con xin bà thêm một điều kiện nữa là bà cho con ứng lương 3 tháng. Sau đó bà có thể trừ dần vào số tiền của con đã ứng. Cô có điên hay không? Cô nghĩ coi, có ai mà đi xin giúp việc cho nhà người ta mà lại yêu sách với lại chủ như vậy không? Dạ, đó không phải là yêu sách mà là những điều khoản, cũng giống như những điều khoản bà đưa ra cho con. Nhưng tôi mới là người có quyền, bởi vì tôi là người trả lương cho cô. Tôi mới là người đòi hỏi chứ không phải là cô. Dạ thưa bà, đó là những điều khoản từ hai phía giữa người thuê và người lao động nhằm đạt đến thỏa thuận hợp tác. Nếu như bà không chấp nhận những điều khoản mà con đưa ra thì con thật tiếc. Dạ, con xin phép. Cô đứng đây đó. Những điều khoản của cô đưa ra ở đâu vậy? Hả? Mẹ, cô tưởng cô là ai? Đi làm công ăn lương mà đòi hỏi điều kiện này, điều kiện nọ với chủ của mình à? Đó là xuất phát từ hoàn cảnh và khả năng của tôi.
Nếu như không nói trước thì sau này hai bên sẽ dẫn tới là bằng mặt và không bằng lòng. Như vậy phiền lòng và rắc rối lắm. Tôi hơi bất ngờ vì cái điều kiện của cô. Cái gì mà bên thuê với bên người lao động á. Mẹ hả? Tôi thấy đó là điều bình thường. Chẳng lẽ những người làm trước không có những hoàn cảnh và những điều kiện sao? Cô nên nhớ, làm ô xin là làm ở đợ, chứ không phải là làm giám đốc điều hành hay là quản lý chuyên nghiệp gì. Cái công việc này chỉ cần tôi một tiếng thôi là có cả trăm người đứng ngoài cổng xếp hàng đợi kia kìa. Cô biết tôi thấy cái gì trên mặt cô không? Cái chữ chảnh ở trên trán. Cô tưởng mình la vậy? Trời ơi mẹ, đi làm công mà đòi hỏi phải đưa trước 3 tháng lương mẹ. Cô là ai? Bà chủ, chuyện tôi cần ứng lương trước là vì gia đình tôi có chuyện. Nếu như tôi không có số tiền này thì tôi sẽ không an tâm làm ở đây được đâu. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng mà lấy cái gì đảm bảo là cô sẽ quay lại làm để trừ đây hả? Địa chỉ và nơi cư trú thì anh Tài biết, không khó để tìm ra tôi. Vô tình được hai mẹ ha. Tôi có thể ký giấy cam kết, nếu như tôi không thực hiện được tôi có thể bồi thường gấp đôi. Cô nghĩ là tôi với mẹ tôi sẽ tin cô à hả? Cô hơi tự tin quá về mình đó. Nếu vậy á thì thỏa thuận này không đi tới đâu. Con xin lỗi vì đã mất thời gian quý báu của bà. Cho con gửi lời thăm anh Tài. Con xin phép bà. Đứng lại đó. Cô. Khi nào bà điện thoại thư vậy thì gấp. Bà tự nó trốn là xong rồi hả? Nó trốn đâu á, tụi này cũng môi đậu ra. Nó trả nợ gia đình của bà đó. Có chừng không, ngày nào yên ổn đâu. Làm cái gì vậy? Bây giờ mà chị xuất hiện rồi hả? Bà tưởng mày trốn luôn rồi chứ. Để cho má chồng mày với thằng chồng phế nhân của mày chịu trận biết chưa? Tôi không trốn, tôi đi kiếm tiền trả đây. Về nói với chị hai, chiều nay tôi qua nhà chị thanh toán hết nợ nần, được chưa? Vậy thì tốt, về sớm xíu nữa để thương lượng á. Gia đình chồng của mày á đâu quản sợ vậy đâu. Mày liệu không đó, về nha bác. Không sao rồi má. Con ơi, mấy người đó hung tợn quá con à. Con xin lỗi, con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Không sao con, qua rồi con. Trời ơi, chờ cái gì mà chờ hoài à, nó có về đâu mà chờ. Đi vô ngủ cho tôi tắt đèn. Trời đất ơi, chờ riết là thấy giống như cái bóng đèn rồi đó. Đi, nha, đi vô. Út sắp về rồi. Trời ơi, nó không có về đâu mà. Út sắp về. Vô. Vô. Đứng lên. Ủa? Út. Út. Con mới về hả? Trời ơi, mấy ngày con đi á là mấy cái thằng du côn nó lảng vảng ở đây hoài à. Ừ, nó làm như là gì giấu con trong nhà vậy đó. Con gặp tụi nó chưa? Thằng Thiện á, nó chờ con mấy ngày nên luôn á. Dì cũng ngồi ở đây chung với nó chờ con mấy đêm luôn. Ông ơi. Dạ. Con Thư nó về ông ơi. Hả? Nhanh lên. Con Thư về. Rồi con tính lên Sài Gòn làm thiệt sao? Rồi thằng Kiên ai lo? Rồi anh hai của con ai nuôi? Ba cầm tiền này đi chợ đi. Mỗi tháng con sẽ gửi tiền về cho ba. Anh hai. Anh hai ở nhà ngoan nha. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa, không tốt sức khỏe đâu. Em nên trở anh làm việc. Một tuần em về thăm anh hai một lần. Mua đồ chơi cho anh hai nữa. anh thích chiêu nhân gao nghe Út. Thank you.
Thư à, ngủ rồi hả con? Dạ. Thư à, mai con đi sớm hả? Dạ, mai con đi sớm. Con có hẹn với người ta ở trển rồi. Má, ở dưới này có chuyện gì má nhớ điện thoại lên cho con nha. Con yên tâm đi, có gì thì má sẽ gọi. Mà con đi một tuần con về một lần mà, lo chi không biết nữa. Nghe nói con làm chung chỗ chú Tài, má cũng đỡ lo. Dạ, anh Tài giúp con nhiều lắm má. Thôi, con đi ngủ đi, rồi mai còn đi sớm. Dạ, má con ngủ đi. Má ơi, anh Kiên đừng nhìn nè má ơi. Chi à, Kiên ơi Kiên, con sao vậy anh Kiên? Chi à, con sao vậy hả? Tụi người nói sao vậy con? Sao con Kiên, con sao mà má ơi? Trông con hôm nay khỏe khoắn và sảng khoái. Hai mẹ con đi đâu chơi à? Đâu có. À, con à, ăn xong con phải uống hết ly sữa nha, rồi mới được lên phòng nghe chưa? Ủa, hôm nay bé Chảnh không đi làm hả mẹ? Ủa? Ừ. Chảnh là ai? À, là con mình hôm bữa chọn làm người giúp việc đó. À. Hôm nay nó có gọi điện thoại đến, nhưng mà sao chưa thấy đến nữa? Ăn đi con. Dạ. Thành à, ba muốn là tháng sau con sẽ vô công ty ba để thực tập và làm quen với nhân sự đó. Bước đầu thì con có thể đọc toàn bộ hồ sơ để nắm tổng quát về tình hình kinh doanh của công ty ba. Sau đó ba sẽ cho thư ký trợ lý theo hỗ trợ và giúp đỡ cho con. Ba nghĩ là phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nó không ăn nữa. Ừ.
Dạ thưa cậu, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi muốn dọn phòng, thưa cậu chủ. Nhanh lên đi, mọi thứ đang chờ cô nè. Cái đồ chảnh chọe. Dạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi có việc chút xíu nha. Rồi bây giờ cúp máy, hồi nữa tôi gọi lại ha. Cái gì vậy con trai? Hả? Chuyện gì mà con bực tức vậy? Hả? Cô ta chưa tới á mẹ. Ai? À, cái con nhỏ giúp việc đó hả? Mới vừa điện thoại đến xin nghỉ việc mấy ngày. Bởi vì người nhà có ai bệnh ở dưới đó con. Vậy là mình bị lừa đảo rồi. Lấy tiền xong kiếm cớ không chịu làm á. Thôi kệ đó, không sao hết. Rồi má lại tìm người khác. Sao tìm người khác? Đã lấy tiền của mình phải làm trả nợ chứ. Không thể bỏ qua được. Một là bắt cô ta làm gấp đôi, còn hai thì báo công an. Ừ. Đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy hả con? Con phải biết đó là người quen của chú Tài mà. Trời, lừa đảo. Không có tiền mà làm thất. Nghèo mà chảnh. Lừa đảo khủng khiếp. Nghe mà đập chảnh. Nó là cháu vào ba nên làm phiền đại ca. Em vô ý để nó ghi âm được, giờ nó khống chế, nó muốn gặp đại ca trực tiếp để thương lượng giá. Đại ca, đại ca. Mày mới ra làm ăn à? Để phiền nữa tao. Đại ca ơi, em biết lỗi của em rồi đại ca. Giờ nếu mà đại ca không gặp trực tiếp với nó để thương lượng giá, nó đưa cái đoạn ghi âm đến công an á, công an sờ gái đến đại ca đó đại ca. Nội cái chuyện mà mày kêu bà ba đi test thận cho con đó là tao thấy mày quá ngu rồi. Đại ca ơi, bà ba mới được thả ra, trong thời gian quản thúc mọi cử chỉ của bà đều được người ta theo dõi. Rồi bây giờ mày để cho con đó gài mày ghi âm. Đồ súc sinh! Đại ca ơi,
Em biết lỗi của em rồi đại ca. Tôi giờ việc em làm em tự chịu đại ca. Em không khai ra cả ca là công an có bắt em tự chịu đại ca. Em thề đó đại ca. Đại ca ơi, tha em đi đại ca. Đại ca ơi, đại ca, tha em đi. Về lo thuốc thang đi. Dạ, dạ, em cảm ơn đại ca. Em cảm ơn đại ca. Mày dắt dạ. Con nhỏ đó lại gặp tao. Dạ, dạ em cảm ơn đại ca. Ông đừng nóng giận quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ai cho cô vô phòng tôi? Thì tôi dọn dẹp. Dọn dẹp phải đợi tôi thức dậy chứ. Tôi đợi anh ở đâu? Ở ngoài chứ đâu. Ra. Ủa, cô bé này chị đi làm rồi sao? Cuối cùng thì cũng chịu trội đầu lên rồi ha. Kỳ này mình sẽ có trò tiêu khiển vui lắm đây. À! Ai cho cô vào phòng tôi? Tôi nói là khi mà tôi ra ngoài không có được vô mà. Đi đâu anh? Đi đâu anh? Đi đâu anh? Hee hee.
lần rồi. Khi tôi ra khỏi phòng là còn phải dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ. Sao bây giờ tôi về vẫn còn yêu nguyên vậy hả? Cái đồ lười biếng. Đứng đó làm gì nữa? Cô đừng có tròn xe con mắt với tôi nha. Hả? Hả? Mà làm việc đi. Giờ này làm việc chừng nào mới xong tôi nghỉ ngơi đây. Cút xéo. Đi. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi. 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 Hay quá nhóc ơi. Ngày mai tôi dắt cô đi, đến nơi cô muốn bán hàng đúng giá.